Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 80 năm của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, Vũ Thông đạo nhân len lén mở mắt ra, âm thầm mà lo lắng. Vụ văn cung này cũng thật cơ trí, ta vốn giả say, dẫn hắn gần người, lợi dụng thần đình chấn giết hắn, không nghĩ tới lão tặc này lại không mắc mưu ta. Hôm nay ta giả say, thật không có thể lập tức tỉnh lại được. Bên trong Khố Long Quan, ánh mắt Giang Nam lấp lánh, nhìn thẳng chân của Tịch Ứng Tình, đột nhiên vui vẻ nói. Thần thông thứ 900 rồi. Hồn thiên đại trận đột nhiên hoàn toàn ách hỏa, không còn uy năng. Bức họa dưới chân của Tịch Ứng Tình đột nhiên thu hồi lại, lần nữa triển khai, chạm mặt liền lớn, đem Phượng Hoàng và Thiên Cung lục trọng đỉnh phong cường giả pang một tiếng thu vào trong trận đồ. Vừa gặp Long Hoàng công tới, Quỳ Ngưu thần cổ chấn động không dứt. Lão Long này thấy Phượng Hoàng bị vây trong bức họa, biết tình hình không ổn, lập tức hiện ra chân thân. Thân thể Thiên Long dài đến hơn 10 dặm, biến mất ở trong hư không, mở cái miệng rộng hướng Tịch Ứng Tình mà nuốt tới. Tịch Ứng Tình một chưởng đánh ra, đầu Thiên Long này miệng đầy răng cứng, hết thảy nứt vỡ, trong miệng long huyết không ngừng xông ra, thân thể cũng bị đánh cho cuồn cuộn nổ lên, đau giống liên tục. Tịch Ứng Tình tái khởi một chưởng khắc ở trên Quỷ Ngưu thần cổ, tiếng trống rung trời, đem mấy vị cường giả Thiên Cung của Vạn Long Xào chấn đến cốt đứt gân gãy, trong miệng phun huyết bay ra ngoài. Yêu Hoàng thì bay tới, ba chân chộp xuống hướng Tịch Ứng Tình chộp tới, còn chưa kịp rơi xuống liền thấy Tịch Ứng Tình một chưởng thường thường chém tới, bong bong hai tiếng, sinh sôi chặt đứt hai cái chân của hắn. Yêu Hoàng bị đau vỗ cánh liền bay, chỉ nghe dưới đất oanh ùng ùng rung động, một cây thần thung do Thái Dương thần kim chế tạo mà thành rầm rầm bay lên, bọc vị yêu thần cung trưởng giáo này phá vỡ hư không bỏ chạy. Lúc này một bàn tay thăm dò, bàn tay che trời hướng một cây thần thung kia chộp tới, tịch thu chân dưới 100 cây sinh sôi mà giật trở lại. Yêu Hoàng, lần trước ngươi đánh lén thánh tông ta, vẫn nên lưu lại chút ít lợi tức đi thôi. Tịch Ứng Tình thu trên dưới 100 cây thần thông cười nói. Yêu Hoàng không dám quá nhiều dây dưa, phá vỡ hư không biến mất không thấy đâu nữa. Mà còn Long Hoàng cũng xem thời cơ không ổn, sợ Tịch Ứng Tình tìm hắn tính sổ, lúc này há mồm khẽ hấp, nhiều long tộc cường giả rối rít bay vào trong miệng của hắn, bị cự long này ngậm lấy, nâng lên Quỷ Ngưu thần cổ liền viễn độn bay đi. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng rút cục phá vỡ bức họa, đang muốn hướng Tịch Ứng Tình giết tới, đột nhiên thấy Long Hoàng cùng Yêu Hoàng thua chạy, trong lòng không khỏi kinh hãi, vội vàng triệu hồi Ngô Đồng Thụ bứt ra trở lui. Pang pang, Tịch Ứng Tình cầm Nguyệt Quế thần thụ trong tay đập xuống, Phượng Hoàng vội vàng tế Ngô Đồng Thụ lên ngăn chặn, chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, kim phượng các chí bảo Ngô Đồng Thụ bị đập đứt mấy cành cây thô to nhất. Phượng Hoàng cũng cảm thấy có một cỗ lực lượng không thể kháng cự đánh tới, bị ném lăn lộn mấy vòng, lúc này hai cánh rung lên gào thét mà bay đi. Các trưởng giáo cường giả của các phái khác vốn đang vây công Tịch Ứng Tình, nhìn thấy trong ngắn ngủi chốc lát công phu Long Hoàng, Phượng Hoàng cùng Yêu Hoàng tam đại cường giả này liền riêng phần mình bị thương trốn đi, trong lòng không khỏi hoảng sợ kinh hãi, không biết nên tiếp tục tiến công hay bỏ chạy chối chết đây. Thực lực ba người Long Hoàng, Phượng Hoàng cùng Yêu Hoàng là bọn hắn quá rõ ràng, có thể nói là tuyệt đỉnh cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay đương thời. Thế nhưng ba người này cũng bị thương bỏ chạy, nếu như những môn phái khác ở lại đánh, chỉ sợ sẽ đến phiên bọn họ xui xẻo. Chư vị đừng lo, Tịch Mỗ cũng không phải là không biết giảng đạo lý đâu. Tịch Ứng Tình thu mấy thân cảnh của Ngô Đồng Thụ, nhìn chung quanh một lần, vẻ mặt đám đông thu hết vào mắt, mỉm cười nói. Bất quá, chư vị muốn giết trưởng giáo tương lai của Thánh Tông ta, lại hướng ta động thủ, ý đồ ngay cả ta cũng giết đi, cái này cũng có chút không nói được rồi. Nếu ta không hoàn thủ, chính là đánh mất uy danh của Huyền Thiên Thánh Tông ta. Vù, Nguyệt Quế thần thụ trong tay của hắn đột nhiên ngang trời đảo qua, hướng bốn phương tám hướng quét tới. Thiên Ma bảo chủ, Minh Hoàng cung trưởng giáo, Bái Nguyệt giáo chủ, Pháp Hoa tự chủ trì và nhiều trưởng giáo chí tôn khác rối rít tế lên pháp bảo cùng chấn giáo chi bảo riêng phần mình ngăn cản, lạnh lùng mà nói. Tịch Ứng Tình, chúng ta đã nhận thua,
chẳng lẽ ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Huyền Thiên Thánh Tông ta chính là danh môn chính phái, người trong chính đạo, tự nhiên sẽ không làm ra chuyện tình đuổi tận giết tuyệt rồi. Tịch Ứng Tình khẽ mỉm cười, Nguyệt Kế Thần Thụ đem chư vị trưởng giáo chi tôn hết thảy quét bay, chân đến không ngừng hộc máu, nhẹ giọng nói: "Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mặt mũi Huyền Thiên Thánh Tông ta vẫn còn phải đòi lại. Đây là một giáo huấn nho nhỏ, nếu là lần sau..." Hắn phất tay áo hướng ra ngoài Khốn Long Quan bay đi, lạnh nhạt nói: "Chư vị, còn có ai muốn ngăn trở chúng ta rời đi sao?" Mọi người chật vật đến không chịu nổi, rối rít bò dậy, trơ mắt nhìn hắn cùng với đám người Giang Nam đi ra khỏi Khốn Long Quan, cũng không có người nào dám ngăn trở nữa. Ra khỏi bên ngoài quan, Giang Nam không khỏi bật cười nói: "Thiên hạ anh hùng, hai ba người đã nhiều, thiên hạ cầu hùng, một đoàn cũng không ít à." Đám người Thiên Ma Bảo bà chủ vừa thẹn vừa giận, thế nhưng lại không thể làm gì, trong lòng chỉ cảm thấy thật sâu sắc bất đắc dĩ. Năm đó Thái Hoàng quét ngang thiên hạ cũng không gì hơn cái này được. Tịch Ứng Tình đã đạt tới đỉnh phong tu sĩ, thủ đoạn thông thần, chỉ có Thái Hoàng Lão Tổ mới có thể áp hắn một đầu được thôi. Chẳng qua là vì sao lần này Thái Hoàng Lão Tổ lại không có xuất thủ, ngược lại để cho tùy ý hắn lớn lối như vậy vậy? Ở cách Khốn Long Quan mấy vạn dặm, Phù Văn Cung đột nhiên cười nói: "Vũ Thông đạo huynh cũng nên tỉnh lại đi, tiểu đệ còn có chuyện quan trọng trong người, thứ cho không phụng bồi được." Vũ Thông đạo nhân ngáp dài một cái, đứng dậy cười nói: "Ê, rượu ngon, chỉ là tiểu lực của ta quá kém, quấy dày tiểu hứng của phụ cung trưởng giáo rồi, cáo từ, cáo từ." Hắn gào thét bay ra khỏi chiếc thuyền lớn này, phong phong hỏa hỏa chạy tới Khốn Long Quan. Khi đợi tới nơi đó, chỉ thấy Khốn Long Quan một mảnh hỗn độn, hiển nhiên nơi này đã từng trải qua một cuộc đại chiến. Chẳng qua là hiện tại trong quan ngay cả một bóng người cũng nhìn không thấy. "Phụ Văn Cung, còn mẹ ngươi, lão phu của ngươi không xong đâu." Vũ Thông đạo nhân quát lên như sấm, dậm chân mắng mỏ. Tịch Ứng Tình quét ngang các đại phái thánh địa ở Khốn Long Quan, đem những môn phái thánh địa này đánh cho mặt mũi cũng không còn sót lại chút gì, hung ác gọt hết thể diện của những môn phái thánh địa này. Một cuộc phong ba lớn như thế cứ như vậy dần dần mà bình thường xuống. Hắn giống như một vị Thái Hoàng Lão Tổ khác vậy, phong thái văn hoa, thế nhưng thủ đoạn lại ôn hòa đi rất nhiều, không giống Thái Hoàng Lão Tổ năm đó kịch liệt. Năm đó Thái Hoàng Lão Tổ đi lên bảo tọa đệ nhất thiên hạ, đã trải qua không biết bao nhiêu chiến đấu sát phạt, cường giả các phái chết ở trong tay hắn đếm không xuể. Hắn xuất thủ rất ít lưu lại người sống, vì vậy thành uy áp không sai, không ai sánh bằng. Hơn nữa niên đại Thái Hoàng quật khởi kia, cường giả giống như quần tinh, cực kỳ lấp lánh, chỉ là có thể cùng Thái Hoàng chạy song song chỉ có hai người, một là Ma La Thập, một vị là Huyền U đạo nhân. Trừ những người đó ra, còn có những cường giả tuyệt đỉnh cao thủ khác tu luyện tới thiên cung thất trọng cũng không ở số ít. Tịch Ứng Tình ở đương thời có một vị đối thủ là Thái Hoàng này, không thể không nói là một loại bi ai. Thế nhưng hắn có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay cũng không khỏi làm cho người ta bội phục hắn tài tình. Huyền Thiên Thánh Tông Tịch Ứng Tình lấy ra trên trăm thân thần thung của yêu hoàng, lại lấy ra thân cảnh trên phượng hoàng Ngô Đồng Thụ cười nói: "Chư vị sư huynh sư thúc tổ, lạc ấn trên những bảo vật này đã bị ta xóa đi rồi, các ngươi xem có ai cần không liền cầm đi sử dụng đi." Đám người Huyền Ẩn Thương Lạc không khỏi mừng rỡ. Thần thung của Hồn Thiên Đại Trận chính là Thái Dương thần kim đúc luyện mà thành. Loại thần kim này chỉ có ở trong trung tâm của Thái Dương mới có thể nhìn thấy được, vô cùng khó có được. Coi như là trưởng giả thiên cung cũng chỉ có thể ở mặt ngoài Thái Dương đi lại, xâm nhập trung tâm Thái Dương sẽ bị Thái Dương chân hỏa luyện hóa. Mà nhánh cây Ngô Đồng Thụ thì lại càng thêm khó có được. Kim Phượng Các Ngô Đồng Thụ đã bị luyện thành thần minh chi bảo, cho dù là một cành cây nhỏ lớn bằng đầu ngón tay cũng giá trị liên thành, huống chi Tịch Ứng Tình chém xuống những thân cành này cực kỳ thô và to. Giá trị những cành cây này không thua gì thần kim. Mấy người riêng phần mình tiến lên lấy mấy cây thần thung, Lam Sơn đạo nhân lấy một thân cành Ngô Đồng Thụ, nhìn thấy chỉ có Giang Nam không có lấy bất kỳ vật gì, hắn cười nói: "Tử Xuyên, khó có được trưởng giáo đại phóng một lần, người không thu vài món bảo vật hay sao?" Giang Nam lắc đầu: "Thần kim ta có, thân cảnh Ngô Đồng Thụ ta không cần." Tịch Ứng Tình cười nói: "Hắn là thổ tài chủ, rất giàu có. Lần trước mượn Lão Long Quy 1.000 vạn cân linh dịch, sau đó không lâu liền trả 2.000 vạn cân. Những thần thung này cùng Ngô Đồng Thụ này các ngươi cầm đi, không cần để lại cho hắn đâu."
Đám người huyền ẩn đem những bảo vật này chia cắt không còn, nhìn sang Nam một chút, nội tâm không khỏi thầm than. Ngay cả Tịch Kính Tình cũng nói hắn là thổ tài chủ, có thể nghĩ thân gia của Giang Nam nhất định nhiều đến đáng sợ. Lần trước Giang Nam luyện đan, giá trị mỗi một mai vũ thần linh đan cũng không thể đo lường, có tiền cũng không mua được, mà Giang Nam lại thoáng cá luyện 8 lò. 15 mai vũ thần linh đan cũng phân cho Thánh Tông trưởng lão, có thể thấy được Tịch Kính Tình nói hắn là thổ tài chủ đúng là không quá đáng. Thế nhưng thân gia của Giang Nam đến tuyệt cùng là có bao nhiêu, bọn họ cũng không phải là rất rõ ràng. Chỉ từng thấy qua lúc Giang Nam luyện đan dùng một ngụm đại hắc qua do các loại thần kim chế tạo mà thành chấn áp bắt quá lò luyện đan. Mà miệng bắt quá luyện đan lô kia cũng là hắn dùng thần kim mà luyện. Sau khi luyện linh đan xong, mình không cần trực tiếp để cho Thiên Dương đạo nhân. Sư phụ hắn là Quả Âm cũng rất giàu, thân gia so với Thánh Tông ta còn muốn nhiều hơn. Không hổ là sư gia một môn đều là xuất thân thổ phỉ. Đám người huyền ẩn hâm mộ không thôi, riêng phần mình cáo từ rời đi. Giang Nam nhìn Tịch Kính Tình một chút, đột nhiên nói: "Trưởng giáo, ta thấy ngươi cùng đám người yêu hoàng động thủ, mặc dù thần thông thay đổi liên tục, thế nhưng pháp bảo lại không nhiều, chẳng lẽ trưởng giáo chưa luyện thành thất bảo sao?" Tịch Kính Tình nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Thất bảo đối với đạo đài bát cánh, thần phủ, tám cảnh tu sĩ tác dụng thật lớn, thế nhưng đối với cường giả thiên cung tác dụng lại hơi nhỏ. Thứ nhất, thiên cung chi bảo cần rất nhiều tài liệu, luyện thành một thiên cung chi bảo cần tài liệu cũng đủ để cho cường giả thiên cung tán ra bại sản rồi, cả đời đi làm trả nợ. Một hơi luyện thành 7 vật, vậy thì ra ngoài phạm vi năng lực của phần lớn người rồi. Còn điểm thứ hai ư?" Hắn cười nói: "Điểm thứ hai, rèn thất bảo bất quá là một môn thần thông kinh điển, tu luyện tới thiên cung cảnh giới, kinh điển dung là một thể, thần thông đúc thành một lò, nhãn giới kiến thức so sánh với đạo đài thần phủ, cảnh giới cao hơn không biết bao nhiêu lần, liền không hề bị thất bảo hạn chế. Luyện thiên cung chi bảo tích chứa một môn kinh điển đầy đủ, uy lực nếu so với thất bảo cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tỷ như thuần xương vô cực chung của Thánh Tông ta, từ bên trong miệng chung này là ngươi có thể lĩnh ngộ đến công pháp căn bản của Thánh Tông ta được rồi. Thuần dương vô cực kinh, hơn nữa còn là thuần dương vô cực kinh trọn bộ." Giang Nam bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ: "Thất bảo thiên phủ trọng lâu, ngũ kiếp chung, thiên dực thần chu, đạo âm cố, thiên ma cầm, sơn hải đỉnh của ta, đúng là mỗi một chúng đều tích chứa một môn thần thông của ta. Nếu ta tu luyện tới thiên cung cảnh giới, uy lực thất bảo này chỉ sợ đúng là cao hơn uy năng của kinh điển. Bất quá ta đến thiên cung cảnh giới, đến tuyệt cùng nên luyện pháp bảo gì đây?" Hắn không khỏi cau mày. Trong thất bảo của hắn bao quát phòng ngự, công kích, tốc độ, thần hồn, trận pháp, đạo âm, thần thức. Nếu như luyện thành pháp bảo nữa mà nói, hắn không biết mình nên luyện chế bảo vật gì mới là thích hợp đây. Kinh điển sở dĩ chỉ là kinh điển, chủ yếu là bao hàm toàn diện, thay đổi thất thường. Tịch Kính Tình tiếp tục chỉ điểm cho hắn nói: "Tỉ như thuần dương vô cực kinh của Thánh Tông ta, người có thể luyện thành thuần dương vô cực chung, trọng điểm, đạo âm cùng phòng ngự, cũng có thể luyện thành thuần dương vô cực kiếm, lực công kích mạnh mẽ vô cùng, mà cũng có thể luyện thành thuần dương đại điện, tích chứa pháp lực chấn áp vô cùng sâu nhiều. Giống như trước, cũng có thể luyện thành thuần dương thần giám, hình dáng gương sáng, thần quang chiếu rọi, bài trừ hết thảy tà khí. Muốn luyện thành bảo vật gì, tất cả ở ngươi, bất tất câu nệ kinh nghiệm ở quá khứ đâu." Giang Nam như có điều suy nghĩ, gật đầu không dứt: "Trưởng giáo, ta được đến một thần minh chi báo, không biết có thể đối phó với Thái Hoàng hay không?" Giang Nam từ trong tử phủ lấy ra thần tọa sách dưới kia hỏi. Tịch Kính Tình đánh giá thần tọa này, không khỏi động dung cười nói: "Tử Xuyên, xem ra ngươi thật sự có không ít thứ tốt ta. Bất quá tu luyện tới cảnh giới như Thái Hoàng kia, thân thể pháp lực cũng đã thành thần, đạo văn của hắn đã hóa thành đạo tắc rồi, thiếu sót bất quá là thần tính mà thôi. Cho dù ngươi mang tới thần minh chi bảo đầy đủ, không sứt mẻ cũng không đối phó được hắn đâu." "Vậy miệng đại hắc qua này thì sao?" Mi tâm của Giang Nam chật lóe, một tiếng trống vang lên, đem đại hắc qua phóng ra. Tịch Kính Tình cũng nhìn thấy qua miệng hắc qua này, hai tay đem miệng hắc qua này nâng lên, đẩy về mi tâm của hắn, lắc đầu nói: "Cũng không được, trừ khi luyện thành thần minh chi báo mới có thể có uy lực uy hiếp đối với Thái Hoàng." Giang Nam thấy hắn đem đại hắc qua này sinh sôi giơ lên, không khỏi lấy làm kinh hãi. Miệng đại hắc qua này phương viên trăm dặm là chậm trọng bậc nào, thậm chí có thể dễ dàng ép chết trưởng giáo chí tôn cấp cường giả, mà Tịch Kính Tình có thể hai tay nâng lên, cái này là lực lượng kinh người bậc nào đây?
Nếu Tịch Ứng Tình có thể nâng đại hắc oa này lên, Thái Hoàng tự nhiên cũng có thể. Vì vậy hắc oa cũng không đối phó được với Thái Hoàng. Hiện tại trên người Giang Nam, bảo vật duy nhất có thể đối phó với Thái Hoàng chỉ có đầu xuất thần hỏa. Bất quá đầu xuất thần hỏa ai cũng không thể tế luyện, cũng tức là nói người mới vừa lấy ra thần hỏa liền có thể bị Thái Hoàng kích phát dẫn lửa thiêu thân, ngược lại đem mình chết cháy. Muốn dùng thần hỏa ám toán Thái Hoàng lão tổ cũng không dễ dàng. Ban đầu Giang Nam có thể lấy đầu xuất thần hỏa ám toán Quy Thiên Sầu là bởi vì hắn đem thần hỏa giấu ở trong Tam Túc Kim Ô. Quy Thiên Sầu đem Tam Túc Kim Ô thu vào mi tâm của mình, bị Giang Nam kích phát ngũ trọng thần hỏa trực tiếp mà chết cháy. Nhưng nếu như đối mặt với Thái Hoàng mà nói, liền mơ tưởng dùng loại thủ đoạn này tới ám toán hắn. Hơn nữa mặc dù người lấy ra thần hỏa kích phát uy năng thần hỏa, ở dưới tình huống tu vi pháp lực không bằng Thái Hoàng, thần hỏa bị Thái Hoàng bức bách cũng có thể đem mình chết cháy. Đầu xuất thần hỏa dùng được rất tốt chính là lợi khí vô thượng, dùng không tốt là có thể đem mình đốt thành tro bụi. Thái Hoàng, để ta ứng phó, ngươi hiện tại không cần lo lắng đâu. Tịch Ứng Tình cười nói, hiện tại ngươi cần lo lắng chính là tương lai nếu ta bất hạnh bỏ mình, ngươi trở thành trường giáo chí tôn của thánh tông ta, nên đối mặt với những môn phái thánh địa khác như thế nào. Lần này hành trình Khốn Long Quan, ta đã đem đại đa số môn phái thánh địa này đều đắc tội cả rồi. Long Hoàng, Phượng Hoàng, Yêu Hoàng cực kỳ không dễ chọc vào. Còn có Minh Hoàng Cung, Long Hổ Tông, Pháp Hoa Tử, Thiên Thông Thư Viện, những môn phái thánh địa kia tất cả cũng thật không dễ chọc vào. Tương lai người muốn thừa nhận áp lực so với ta hôm nay chỉ sợ còn lớn hơn. Giang Nam nghe được hắn nói như vậy, trong lòng thầm than một tiếng, biết Tịch Ứng Tình mặc dù tài tình có 102 thiên hạ, thế nhưng vẫn là không có nắm chắc đối phó Thái Hoàng lão tổ, cho nên mới lo lắng sau khi hắn chết đi ở trong tay Thái Hoàng, mình gặp phải áp lực trước nay chưa hề có. Nếu Tịch Ứng Tình cùng Thái Hoàng đánh một trận bị thua bỏ mình, Huyền Thiên Thánh Tông liền gặp phải tai họa ngập đầu, cái này là chuyện tình có thể đoán được. Giang Nam trở về lãnh tụ phong, tâm tình vô cùng trầm trọng. Thái Hoàng lão tổ đối với Tịch Ứng Tình mà nói như cũ là một vấn đề khó khăn khó giải. Đối với thiên hạ tu sĩ mà nói cũng đồng dạng là vấn đề khó khăn khó giải. Hùng Cứ Bảo Tọa đệ nhất thiên hạ đã hơn ngàn năm, không người nào có thể địch lại. Nếu như cho Tịch Ứng Tình thời gian, Tịch Ứng Tình tất nhiên có thể vượt xa Thái Hoàng lão tổ. Thế nhưng loại nhân vật như Thái Hoàng há sẽ để cho Tịch Ứng Tình thời gian đây. Trải qua Khốn Long Quan đánh một trận này, thiên hạ quần hùng bị Tịch Ứng Tình giết đến nỗi sợ hãi. Tịch Ứng Tình còn ở một ngày liền không người nào dám động đến Giang Nam. Nhưng nếu Tịch Ứng Tình thật bị thua bỏ mình, như vậy Giang Nam sẽ gặp phải thiên hạ quần hùng chinh phạt cùng chu diệt. Có thể tưởng tượng nếu như ngày đó thật tới, hắn đối mặt sẽ là hiểm ác bậc nào đây. Bất luận trưởng giáo cùng Thái Hoàng đánh một trận ở khi nào, bất luận bọn họ ai thắng ai thua, ta cũng cần phải nhanh chóng một chút tăng thực lực lên, tăng tu vi cảnh giới của mình lên. Hắn cảm giác được thời gian thật không đủ để cho mình tu luyện, vì vậy một khắc cũng không nguyện lãng phí, lúc này bế quan tiềm tu. Sau khi từ thần khư trở về, tu vi của hắn cũng đã đạt tới huyền đài cảnh hậu kỳ, sắp tu thành huyền đài cảnh đỉnh phong. Lần này bế quan, Giang Nam chẳng những không ngừng luyện hóa thánh linh đan, tăng lên thân thể, giống như trước đưa Như Ý đan từ bức vương thần luyện hóa kia vào bên trong mi tâm, cẩn thận từng ly từng tí mà luyện hóa, tăng cường thần trí của mình. Hai quả linh đan này nếu như hơi không cẩn thận xúc động tất cả linh lực, sức bật cực mạnh, tuyệt đối có thể làm cho hắn tan xương nát thịt. Bất quá nếu thân thể có thể cùng thần thức chung đồng tiến mà nói, đối với pháp lực của hắn tăng lên chỗ tốt không có cách nào tưởng tượng, có thể làm cho tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn. Hai tháng sau, Giang Nam xuất quan, khí tức so sánh với trước càng thêm nội liễm, bên trong tròng mắt thần quang xúc tích, nặng lặng đi ra khỏi động phủ. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã tăng lên tới huyền đài cảnh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể tu thành thần đài. Giang Nam suy tư trong chốc lát, liền hướng ngoài thánh tông đi tới. Thần khư của Huyền Minh nguyên giới ta bị phá hủy, địa phương lịch lãm mất đi một cái rồi. Hôm nay địa phương thích hợp tu sĩ cảnh giới như ta lịch lãm liền chỉ có Vạn Thi Lộ thôi. Hắn ngồi ở trong thiên dực thần chu bồng bềnh mà đi, hắn thầm nghĩ, Vạn Thi Lộ nghe nói đi thông tới địa ngục, mang ngục huyền thai kinh của ta vốn chính là đem nhục thể của mình chế tạo thành một lò luyện ngục, ở tu luyện đi về phía trước, nếu như có thể đến trong địa ngục tu luyện, thế tất làm ít công lớn rồi. Vạn Thi Lộ cùng thần khư nổi danh, thậm chí so sánh với thần khư lại càng thêm nguy hiểm. Bất quá lai lịch thần khư phần lớn tu sĩ đều biết cả, cũng biết nguy hiểm đến tột cùng là ở nơi nào.
Thế nhưng lai lịch của vạn tiêu lộ lại có rất nhiều suy đoán. Tình huống chân thật đến tột cùng là cái gì, không người nào biết được. Có người nói vạn tiêu lộ là di tích mà cổ thần chiến đấu lưu lại. Ở niên đại cực kỳ cổ lão xa xưa đã từng phát sinh qua đại chiến khó có thể tưởng tượng. So sánh với thần khư đại chiến là càng thêm kịch liệt thảm thiết hơn. Cổ lão thần ma đánh xuyên qua thế giới màng của nguyên giới cùng địa ngục đánh ra một con đường. Cũng có người nói vạn tiêu lộ là thần ma hài cốt làm thành một con đường, cùng tiên nhân thời kỳ viễn cổ có sự liên quan. Tiên nhân thời viễn cổ tính toán đem tất cả vong hồn của người chết vì tai nạn trên thế gian dẫn dắt đến địa ngục chuyển thế đầu thai, thành lập trật tự vô thượng. Kết quả vạn tiêu lộ liền trở thành một di tích cực kỳ nguy hiểm. Còn có người nói vạn tiêu lộ vốn là hoàng tuyền lộ, là địa ngục ma thần đả thông, dọc theo chư thiên vạn giới tính toán xâm lấn những thế giới này. Tất cả truyền thuyết đều có một địa phương giống nhau, đó chính là vạn tiêu lộ đi thông tới địa ngục. Xét thấy ma ngục của ma ngục Huyền Thai Kinh cùng địa ngục trong truyền thuyết có nơi tương đồng giống nhau, có điểm cực kỳ giống, Giang Nam không khỏi không nghi ngờ ma ngục Huyền Thai Kinh của mình chỉ sợ cũng xuất xứ từ địa ngục. Cho nên hắn muốn đi đến vạn tiêu lộ, vào trong địa ngục tu luyện ma ngục Huyền Thai Kinh, ngược dòng bổn nguyên của ma ngục Huyền Thai Kinh. Nói không chừng đến địa ngục rồi có thể tìm được ngọn nguồn của ma ngục Huyền Thai Kinh, xem một chút những người khác tu luyện ma ngục Huyền Thai Kinh cùng ta tu luyện đến rụt cùng có cái gì khác nhau nào. Vốn ở ngoài Huyền Thiên Thánh Tông có không ít cao thủ các phái du đãng đợi chờ Giang Nam rời núi để giết hắn đoạt bảo. Bất quá trải qua một trận ở Khốn Long Quan, liền không có người nào dám can đảm động tâm tư với hắn nữa. Tịch Cứng Tình ở Khốn Long Quan làm ra uy phong, đánh ra uy danh của Huyền Thiên Thánh Tông. Chỉ có Thái Huyền Thánh Tông mới có thể áp chế qua Huyền Thiên Thánh Tông một bậc. Những môn phái khác đã sớm sợ vỡ mật. Vạn tiêu lộ cũng không ở nguyên giới chủ tinh, mà là ở trong tinh không. Sau khi Giang Nam rời khỏi Thánh Tông, không qua bao lâu, Thiên Dực Thần Chu liền chạy nhanh cách nguyên giới chủ tinh, dừng lại ở trên mặt trăng. Hóa thân thứ hai Thái Âm, hóa thân của hắn giờ phút này chính là ở trên mặt trăng tu luyện, hấp thu tinh hoa ánh trăng, tăng lên tu vi của Thái Âm chân kinh. Giang Nam ngẩng đầu, hướng vũ trụ tinh không nhìn lại, chỉ thấy quần tinh lấp lánh, ở cách trăng sáng cực kỳ xa xôi, có mấy viên đại tinh, trong đó một viên đại tinh chia 5 xẻ 7, nhưng không có hoàn toàn hé ra. Trong vết sách tràn ngập sương mù vô tận, mà ở bên cạnh viên đại tinh này còn có vô số mảnh nhỏ của tinh thần. Viên tinh thần hé ra này chính là chấn tinh lừng lẫy nổi danh. Nghe nói ở thời kỳ viễn cổ huy hoàng, nguyên giới chủ tinh cũng không phải là nơi duy nhất tu sĩ sống, còn có rất nhiều đại tinh khác cũng có nhân tộc, yêu tộc phồn diễn mà sinh sống. Thậm chí thời kỳ viễn cổ còn kiến tạo một thần quốc vô cùng khổng lồ, tên là Chấn Thiên Thần Quốc. Chúng thần thống trị lấy hàng ngàn tinh thần, cương vực vô cùng lan tràn đến chỗ sâu trong vũ trụ. Chấn tinh chính là một người trong đó, ý là trọng chấn của chủ tinh. Tinh cầu khổng lồ như vậy chẳng qua chỉ là một trọng chấn của Chấn Thiên Thần Quốc. Có thể nghĩ Chấn Thiên Thần Quốc đến tột cùng là cường đại cùng thịnh vượng bậc nào. Thời gian quá mức rất xưa, điển tịch về Chấn Thiên Thần Quốc cực kỳ ít lưu truyền tới nay. Huy hoàng đều bị chôn vùi ở trong bụi bặm lịch sử, không thể không nói làm người ta phải than tiếc. Giang Nam phân biệt phương vị, lúc này nhích người chạy tới Chấn Tinh. Thái Âm hóa thân cùng Thái Dương thần hóa thân của hắn trong khoảng thời gian này tiến bộ thần tốc. Thái Âm hóa thân đã vượt qua sinh tử đài, tu luyện tới thất bảo đại cảnh, sắp qua thất bảo đại cảnh viên mãn, tu thành thần phủ. Mà Thái Dương thần hóa thân thì đã tu luyện thành Minh Đường thần phủ, đang hướng Quân Luân thần phủ chạy nước rút. Tu luyện hóa thân đối với tu vi của ta rất có bổ ích, tương đương với mấy bản thể của ta cùng nhau tu luyện, nhất là ở tu vi không đủ để đột phá cảnh giới. Đem tu vi hóa thân thu hồi vào trong cơ thể, pháp lực khổng lồ liền đủ để trong nháy mắt đột phá hàng rào cảnh giới rồi. Trong mắt Giang Nam tinh quang chớp động, hắn cũng là ở trong thần khư mới mò tới loại diệu dụng này của hóa thân. Thật ra thì sở dĩ Lạc Hoa Âm có thể nhanh chóng tu luyện tới thiên cung nhị trọng như vậy cũng chính là nguyên nhân này. Nàng so sánh với Giang Nam còn muốn biến thái hơn, một tia ý thức phân liệt ra 6 người, lục đại hóa thân cộng thêm bản thể cùng nhau tu luyện, cho nên cho dù là ở thiên cung cảnh giới, tu vi cũng có thể đột phá, đột nhiên tăng mạnh. Mà Tịch Cứng Tình ở đột phá đến thiên cung bắt trọng cũng là mượn hắn đem Tuyên Vô Tà luyện thành thân ngoại hóa thân, thu hồi pháp lực trong cơ thể Tuyên Vô Tà, mượn cỗ pháp lực bàng bạc này nhất cử mà đột phá. Nếu như hai đại hóa thân của Giang Nam trở lại bản thể của hắn, tu vi của hắn thế tất sẽ thoáng cái bạo tăng gấp 2-3 lần. Đây chính là tiền vốn của hắn, mượn pháp lực gấp 2-3 lần này,
hắn sẽ nhất cỗ tắc khí, đem tu vi cảnh giới tăng lên tới trình độ cao hơn, đột phá hàng rào cảnh giới vô cùng dễ dàng. Hiện tại hắn tu luyện tới huyền đài cảnh viên mãn, tu thành thần đài là chuyện tình nước chảy thành sông, không cần mượn tu vi hóa thân để tới đột phá. Dùng tu vi hóa thân đột phá không bằng mình từng bước đi tới cảnh giới lại càng thêm vững chắc, nếu không còn cần tốn hao nhiều thời gian tới mài tu vi. Thần Thiếu Yêu Vương đã cùng Thái Dương Thần hóa thân ở Thái Dương tu luyện Thái Dương Chân Kinh. Đầu đại yêu này hôm nay tu vi đã tăng lên tới sinh tử đài cảnh trung kỳ. Sinh tử đài cảnh cực kỳ khó vượt qua, theo tu vi càng nhiều liền càng nguy hiểm. Nhưng nếu như có thể vượt qua sinh tử đài cảnh, sau này Thần Thiếu Yêu Vương tu luyện tất nhiên là một mảnh đường bằng phẳng, sẽ trở thành một cánh tay đắc lực của Giang Nam. Hơn một tháng thời gian sau, Giang Nam rốt cục cũng chạy tới được Chấn Tinh. Khi tận mắt thấy Chấn Tinh lại càng làm cho người ta phải rung động. Viên tinh cầu này chẳng qua là so sánh với nguyên giới chủ tinh chỉ nhỏ hơn một chút, thế nhưng như cũ vô cùng rộng lớn. Tinh cầu khổng lồ như thế, thế nhưng lại chia năm xẻ bảy. Thật không biết năm đó viên Chấn Tinh này đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì mà lại làm cho xuất hiện loại biến hóa này. Khi đến gần Chấn Tinh, hắn cũng có thể cảm giác được viên tinh cầu này tràn đầy tử khí cùng ma khí vô cùng nồng nặc. Nơi đây không có bất kỳ khí tức sinh mệnh, nơi nơi một mảnh tĩnh mịch cũng không có bất kỳ một âm thanh gì. Thật là thư sướng mà. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, ma khí cuồn cuộn chen chúc mà đến, tràn vào trong phế chủ, để cho ma ngục huyền thai kinh của hắn vô cùng hưng phấn. Huyền thai cũng cực kỳ kích động, tước dược. Đây là ma khí từ trong địa ngục truyền đến, đúng khẩu vị của ma ngục huyền thai kinh. Hắn từ trước dùng linh khí tu luyện, mặc dù có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, thế nhưng ma ngục huyền thai kinh dù sao cũng là ma đạo kinh điển, ma khí vẫn là thích hợp ma ngục huyền thai kinh vận chuyển hơn. Ở chỗ này hấp thu ma khí so với hắn luyện hóa linh dịch cũng muốn nhanh chóng hơn rất nhiều lần. Giang Nam đứng ở đầu thuyền, từ trong những quần tinh bị phá vỡ kia nhanh chóng xuyên qua, thỉnh thoảng lại thoáng nhìn, chỉ thấy trên những tinh thần bị phá vỡ còn có di tích thành thị rộng rãi, tượng trưng cho một đoạn lịch sử cổ lão xa xưa. Chấn Tinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế cho nên bị đánh đến chia năm xẻ bảy như vậy? Vốn là tinh cầu cực kỳ thịnh vượng phồn vinh liền biến mất đi như vậy. Hắn khẽ cau mày, Vạn Thi Lộ ở vào trung ương Chấn Tinh phân liệt, bị kẹp ở giữa Chấn Tinh chia năm xẻ bảy, sương mù nồng đậm từ trong các khe tràn ngập đi ra ngoài, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá đối với tu sĩ tu vi như Giang Nam mà nói, những sương mù này cũng không thể che kín tầm mắt của hắn, chỉ là không cách nào thấy được quá xa. Ở nguyên giới chủ tinh, hắn có thể mắt thấy mấy ngàn dặm, thần thức quét qua mà nói thậm chí có thể gấp mấy chục lần. Thế nhưng ở chỗ này hắn chỉ có thể nhìn đến 5-30 dặm. Hơn nữa thần thức ở trong sương mù cũng gặp phải tức nhược thật lớn, có thể dò xét phạm vi 100 dặm. Khi đi tới đây, Giang Nam cũng không khỏi cẩn thận từng ly từng tí. Phạm vi 100 dặm đối với phàm nhân mà nói là khoảng cách rất xa, nhưng đối với tu sĩ mà nói, kéo dài qua 100 dặm không gian bất quá là chuyện tình trong nháy mắt. Khoảng cách ngắn như vậy, chỉ sợ gặp phải nguy hiểm cũng không dễ tránh. Sương mù thâm trầm, hắn dần dần xâm nhập. Đột nhiên một bóng ma u ám từ phía trước lướt qua, chẳng qua là tốc độ quá nhanh, Giang Nam không có thấy rõ đến tụt cùng đây là vật gì. Lúc bóng ma u ám này bay qua, hắn cảm giác được một cỗ âm phong suy phất mà tới, tựa hồ có thể đem thần hồn từ trong thân thể mà kéo ra ngoài, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Tu sĩ dưới thần phù cảnh tới đây, chỉ sợ bị âm phong thổi qua, thần hồn sẽ bay ra khỏi cơ thể mất thôi. Mặc dù cỗ âm phong này quỷ dị, thế nhưng thần hồn của hắn chính là huyền thai, đã tu thành thần tính, tự nhiên không sợ âm phong. Răng sắc, răng sắc. Dưới chân của hắn đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật nhỏ. Giang Nam cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới chân dẫm phải một bộ xương khô. Đây là xương khô trôi lơ lửng ở giữa tinh cầu chia năm xẻ bảy, xương đã sớm phong hóa, vừa chạm liền phá vỡ. Hắn đi về phía trước nhìn lại, không khỏi sởn gai ốc, chỉ thấy phía trước có vô số xương khô đang trôi lơ lửng ở trong các khe hẹp tinh cầu bị nghiền nát kia, tạo thành một con đường nhìn không thấy cuối. Vô số xương cốt rầm rầm rung động, ngọ ngoại không nghỉ, như có sinh mạng sống hướng chỗ sâu vô tận dũng mãnh lao tới. Đây chính là một con đường bằng xương trắng. Không biết bao nhiêu hải cốt của vạn ức người mới có thể tạo thành một con đường như vậy. Vạn Thi Lộ xa xa không chỉ vạn thi đơn giản như vậy, sinh linh chết ở chỗ này thật sự rất nhiều. Thời gian những hải cốt này tử vong thật sự rất xa xưa, hẳn không phải là chuyện tình gần chút ít năm này, hơn phần nữa chính là phát sinh ở thời kỳ Chấn Thiên Thần Quốc kia rồi. Trong lòng Giang Nam không khỏi hoảng sợ, phải chết bao nhiêu người
mới có thể tạo thành một con đường xương trắng như vậy đây. Hắn chưa đi được bao xa, liền thấy bên cạnh con đường xương trắng này đứng vững vàng một pho tượng thần thú. Pho tượng thần thú kia có 4 đầu, 8 chân, là từ trong núi đá hai bên tinh cầu vươn ra, cao mấy trăm vạn trượng. Trên mỗi gương mặt đều có 10 con mắt, có khuôn mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, có trang nghiêm túc mục, có làm ra hình dáng khóc lớn, có cái thì như là ngày tận thế vậy, làm cho người ta nhìn chỉ cảm thấy vô luận đi đến nơi nào cũng cảm thấy ánh mắt pho tượng này nhìn mình chằm chằm, trong lòng sợ hãi. Mà ở phía trên pho tượng thần thú này còn có vết máu loang lổ, không biết vết máu lưu lại là lúc nào. Nơi này thật có chút tà môn. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, cảm giác được từ trên pho tượng thần thú này chuyển tới một cỗ lực lượng cực kỳ quỷ dị. Loại lực lượng này thật giống như cũng là đặc biệt nhằm vào thần hồn, chẳng qua là cụ thể có tác dụng gì hắn cũng không quá rõ ràng. Lúc này hắn tới lên Sơn Hải đỉnh, trong đỉnh rút xuống núi sông biển rộng nặng nề, bảo vệ bản thân, tiếp tục hướng chỗ sâu đi tới. Đi không bao xa, hắn liền thấy một pho tượng thần thú khác từ trên mảnh nhỏ tinh cầu nhô đầu ra, cùng con trước giống nhau như đúc. Theo hắn dần dần xâm nhập, càng ngày càng nhiều pho tượng thần thú xuất hiện, giống như là thị vệ đứng sững ở hai bên vạn thi lộ vậy. Đột nhiên Giang Nam thấy phía trước có từng dãy bóng người đung đưa, trong lòng khẽ động, lặng lẽ mà đuổi theo. Chỉ thấy bóng người tính bằng đơn vị hàng ngàn bắt đầu khởi động, hiện ra ở trên con đường hải cốt, cất bước hướng phía cuối vạn thi lộ đi tới. Là âm hồn sao? Hắn thấy mà sợ hãi. Những bóng người đung đưa này căn bản không phải người sống, mà là thần hồn của sinh linh sau khi chết đi tạo thành âm hồn. Nhiều âm hồn như vậy chỉ có thể có một lai lịch, đó chính là vong linh của huyền minh nguyên giới chủ tinh. Một cỗ lực lượng kỳ dị đem vong linh trên chủ tinh dẫn dắt mà đến, khiến cho bọn hắn dọc theo vạn thi lộ mà đi tới cuối. Vù! Lại có một cỗ âm phong lạnh tùm thổi qua. Trong lòng Giang Nam vừa động, chỉ thấy trong sương mù dày đặc hai bên vạn thi lộ hiện ra một bóng ma u ám, tiếp theo một cái đầu lưỡi trắng mịn dài nhỏ từ trong bóng ma quăng ra ngoài, đem mấy trăm âm hồn cuồn cuộn nổ lên, ngay sau đó liền rụt trở về. Là địa ngục yêu thú chuyên ăn thần hồn sao? Giang Nam trong lòng nhẫm nhiên, rốt cuộc biết vạn thi lộ nguy hiểm ở chỗ nào. Nhiều âm hồn như vậy đem chút tồn tại tà ác trong địa ngục hấp dẫn ra ngoài, quay chung quanh ở hai bên vạn thi lộ. Giang Nam không khỏi nhíu mày, yêu vật trong địa ngục theo vạn thi lộ mà đến, dù đã ở chỗ này không ngừng cắn nuốt âm hồn, chỉ sợ âm hồn có thể đi tới trong địa ngục không nhiều lắm. Sinh hồn ư? Lại có sinh hồn đi tới vạn thi lộ? Ôi, dương khí nặng nề, ta thích ăn sinh hồn nhất mà. Đột nhiên một thanh âm quỷ dị vang lên, Giang Nam nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ âm phong hướng mình suy phất mà đến, hàn khí đến tận xương. Ngay sau đó, một cái đầu lưỡi thật dài từ trong sương mù ở hai bên vạn thi lộ hướng hắn quăng tới, vô thành vô tức. Muốn ăn sinh hồn của ta sao? Giang Nam không thèm để ý, đưa tay một chảo, đem đầu lưỡi trắng mịn kia bắt được. Ngay sau đó, dùng sức run lên, một thân thể cao lớn từ trong sương mù bị hắn run ra bên ngoài. Oanh! Đầu địa ngục yêu vật này bị hắn đẩy lên, sau một khắc bị hắn dùng lực ném ở chân đường. Đầu yêu vật này vẫn như cũ, không có chết, tung mình dựng lên, bò lồm ngồm tới, gắt gao nhìn thẳng Giang Nam. Đây là một đầu cự thú, cho dù nằm sấp xuống cũng cao hơn trăm trượng. Hình dáng của nó như một đại biên bức, dài một đôi xí nhục, thân thể đen nhánh, thế nhưng đỉnh đầu như đầu người, há miệng chiếm cứ gần hết mặt, trong miệng tràn đầy hàm răng sắc bén, lúc rơi xuống đem không biết bao nhiêu âm hồn mà đập vụn. Những âm hồn kia giống như khói xanh, sau khi bị đập vụn lại tụ hợp ở chung một chỗ, như cũ mộc mạc, ngơ ngác dọc theo vạn thi lộ hướng chỗ sâu đi tới. Đối với chuyện đang xảy ra tự hồ không phát giác gì cả. Người sống, sinh hồn, dương khí vô cùng nồng đậm, ta rất thích à. Địa ngục bức yêu này trong miệng truyền đến tiếng cười vô cùng quỷ dị. Đầu lưỡi thật dài như một đại mãng xà đẩy tới vút đi, đánh cho không khí bành bạch rung động, mắt lộ ra hung quang, gắt gao nhìn thẳng Giang Nam. Đột nhiên thân hình vừa lui, biến mất ở trong sương mù. Tiếng cười quỷ dị đột nhiên từ bên trái truyền đến, tiếp theo lại ở bên phải vang lên. Tốc độ của nó cực nhanh, phiêu hốt không chừng, làm cho người ta nắm chặt không tới phương vị, chật trái chật phải, chật cao chật thấp. Ở trong sương mù nặng nề, Giang Nam không cách nào nắm được phương vị của nó. Thế nhưng nó có thể thấy Giang Nam. Lúc này đối với Giang Nam mà nói rất là bất lợi. Sao? Thân thể bức yêu này cũng không phải yếu, lại có thể thừa nhận được một ném của ta sao? Giang Nam nhẹ kêu một tiếng. Mặc dù hắn không có sử xuất toàn lực, thế nhưng dù sao nhục thể của hắn đã mạnh đến nỗi
đuổi theo được Tần Phi Ngư cùng Cận Đông Lưu, dùng sức một ném, chỉ sợ ngay cả thần phủ nhất trọng nhị trọng cường giả cũng bị hắn ném cho rơi nát bấy. Nhưng đầu địa ngục bức yêu này lại có thể thừa nhận hắn một ném, lại giống như không có bị thương gì, có thể thấy được thân thể loại yêu vật này mạnh mẽ đến trình độ bậc nào. Khó trách Trung Nhạc chết trong tay ta kia khoe khoang mình có thể tiến vào vạn thi lỗ mà không có chết đi, có thể chạy ra khỏi yêu vật bậc này đuổi giết mà không chết, hắn thật sự đáng giá để kiêu ngạo. Trong lòng Giang Nam chợt hiểu ra, Trung Nhạc bị hắn lấy thiên ma cầm đánh chết ở trước sơn môn Long Hồ Tông. Mặc dù hắn xem ra rất yếu, nhưng đặt ở trong lớp tuổi trẻ đã là cao thủ ít có. Loại địa ngục bức yêu này ở người khác xem ra thân thể cứng rắn, tốc độ rất mạnh, lực lượng thật lớn, nhưng đối với Giang Nam mà nói, những thứ này cũng không đủ gây sợ. Ưu thế của chúng là cường hạng của hắn, duy nhất đáng phải lo chính là sương mù xung quanh đối với hắn có chút bất lợi. Mà nhược điểm của địa ngục bức yêu cũng rất rõ ràng, chính là loại yêu vật này không có pháp lực, không cách nào phát động thần thông, thiếu thủ đoạn công kích từ xa. Mặc dù thân thể rất mạnh, nhưng chỉ thân thể cường đại đối với hắn mà nói không có bao nhiêu lực uy hiếp cả. Bình tới thì tướng đỡ, nước tới đất ngăn, địa ngục bức yêu này dám đánh lén ta mà nói chính là một tử lộ rồi. Hắn đi thẳng về phía trước, địa ngục bức yêu kia hiển nhiên đối với hắn vô cùng có hứng thú, thủy chung theo đuôi, chờ đợi Giang Nam buông lỏng trong nháy mắt sẽ đánh lén. Sinh hồn cùng một thân dương khí nồng đậm của Giang Nam đối với loại địa ngục bức yêu vật này mà nói không thể nghi ngờ là linh đan tốt nhất. Nếu có thể đủ ăn hết thần hồn của hắn, cắn nuốt hắn dương khí, thực lực của địa ngục bức yêu thế tất có thể đột phi mãnh liệt, tiến hóa làm cường giả trong địa ngục. Đầu địa ngục bức yêu này rốt cục nhịn không được, lặng lẽ không phát ra hơi thở bay lên, sau một khắc rơi vào đỉnh đầu của Giang Nam, há mồm xuống hướng hắn mà cắn xuống. Mà Giang Nam lại tự hồ như không có cảm giác gì, tùy ý nó bổ nhào tới. Đầu địa ngục bức yêu kia không khỏi mừng rỡ, mắt thấy liền muốn đắc thủ. Nhưng chính vào lúc này, sân hải đỉnh trên đỉnh đầu Giang Nam đột nhiên thăm dò một đỉnh đầu càng thêm khổng lồ, miệng to như chậu máu mở ra, khí lực so sánh với địa ngục bức yêu còn muốn lớn hơn rất nhiều. Há mồm một nuốt, liền đem đầu bức yêu này mà nuốt vào. Lồng lồng, chiến minh cự thú đắc ý run lên gai xương chân lưng, lại lặng yên không một tiếng động nuôi về trong sơn hải đỉnh. Bên trong sơn hải đỉnh vân khí dày đặc, nhật nguyệt lệ thiên, sơn thủy xinh đẹp. Đầu cự thú này núp ở trong núi sông, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lên, mắt nhỏ lóe lên hung quang, đợi chờ cơ hội vồ mồi tiếp theo. Chiến minh cự thú kể từ khi ăn một quả vũ thần linh đan, thực lực so sánh với Giang Nam mạnh hơn rất nhiều, thẳng đuổi theo cường giả thiên cung. Đây cũng là tiền vốn mà Giang Nam có lòng tin đi đến vạn thi lộ giết vào trong địa ngục. Giang Nam hướng về phía trước bay đi, không qua bao lâu liền gặp phải địa ngục bức yêu ám sát. Đi theo vào vạn thi lộ càng sâu, xuất hiện địa ngục bức yêu lại liền càng nhiều. Lúc mới bắt đầu Giang Nam đi mấy ngàn dặm mới có thể gặp được một con, thế nhưng đến chỗ sâu, đi chưa ra khỏi trăm dặm liền gặp phải một con. Càng xâm nhập vạn thi lộ, khoảng cách địa ngục liền càng gần, bức yêu liền càng nhiều, thực lực cũng dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Bất quá, những bức yêu này chiến minh cự thú có thể dễ dàng đối phó, mở miệng một cái liền ăn được thật sung sướng. Đột nhiên phía trước ô vân đông nghịt một mảnh, hàng trăm địa ngục bức yêu bay đến trên bầu trời vạn thi lộ. Một chiếc mồm dài hẹp từ giữa không trung rũ xuống, dọc theo con đường xương trắng quét ngang qua, cơ hồ đem vạn thi lộ thanh tẩy một lần. Nơi nó đi qua, tất cả âm hồn đều bị ăn sạch sẽ. Nhiều địa ngục bức yêu như vậy sao? Giang Nam thấy vậy, da đầu tê dại, bảy địa ngục bức yêu này thấy hắn, lập tức sao động, bỏ ra âm hồn còn dư lại gào thét bay tới. Trong phút chốc, liền đến Giang Nam bao phủ lại. Chiến minh cự thú gào thét từ trong sân hải đỉnh nhảy ra ngoài, móng vuốt về phía trước chụp tới, cánh nhỏ phía sau bổ nhào rung động, xông vào bên trong bảy bức yêu đại khai sát giới. Đầu cự thú này phục dụng vũ thần linh đan, không có hóa thành pháp lực, ngược lại đem dược lực của linh đan này bổ túc đến trong thân thể, vì vậy trên lưng cũng rải ra rất nhiều cánh nhỏ, có thể lăng không phi hành. Chẳng qua là địa ngục bức yêu quá nhiều, chiến minh cự thú cũng không có pháp lực, nhất thời bị vây. Không ít bức yêu nhào tới trên người của nó, đem đầu cự thú này ép tới, không cách nào bay lên, rơi xuống ở trên đường xương trắng, giống giận liên tục. Giang Nam khẽ quát một tiếng, thất bảo trên huyền đài bay lên, thiên phủ trọng lâu ầm ầm rơi xuống, đem một đầu bức yêu đập vụn. Ngay sau đó, trong lầu truyền đến dẫn lực cường đại, đem một đầu bức yêu khác hút vào trong lầu, luyện hóa thành tro. Đạo âm cổ chấn động không nghỉ, chấn nhiều bức yêu lung la lung lay, từ trong không trung rơi xuống, nhưng không có bị đánh chết như cũ,
vô cùng hung hãn hướng Giang Nam mà phóng tới. Chanh! Thiên ma cầm bay múa, dây cung không người nào tự gãy, chạm sát thần hồn, nhất thời thần hồn hơn 10 đầu bức yêu bị chém bổ nhào rơi xuống. Một tờ trận đồ cuồn cuộn nổ lên, liền có hơn 10 đầu bức yêu rơi vào trong lượng kiếp trận đồ, ngay sau đó tiêu diệt thành tro. Giang Nam giống như một pho tượng sát thần, đứng ở trên vạn tiêu lộ, bất động như núi, tùy bao nhiêu địa ngục bức yêu đánh sâu vào, cũng không có thể dung chuyển hai chân của hắn. Các loại thần thông, các loại pháp bảo của hắn thi triển ra, cùng bảy bức yêu này lấy cứng chọi cứng, tiếc rằng bảy bức yêu quá nhiều, giết chết một hai con, liền có 4-5 con nghe thanh từ đằng xa đánh tới. Theo bức yêu chết càng ngày càng nhiều, hắn rốt cục giết đến bức yêu sợ, số lượng bảy bức yêu cũng không gia tăng nữa, ngược lại dần dần thấp xuống. Đột nhiên từ nơi xa truyền đến một tiếng huyết gió bén nhọn, những bức yêu này nghe tiếng huyết gió giống như thủy triều thối lui, biến mất ở trong sương mù. Sao? Những bức yêu này lại có người thao túng sao? Trong lòng Giang Nam vừa động, phất tay đem chiến minh cự thú thu vào trong sơn hải đỉnh, bồng bềnh bay đi. Phía sau thiên dực mở ra, hướng chỗ sâu trong sương mù bay tới. Bức yêu thực lực kinh người, thân thể cơ hồ có thể sánh ngang thần phủ nhị trọng, tam trọng cường giả. Mặc dù không có pháp lực, nhưng cũng có thể được xưng tụng là một đại chiến lực. Nếu như những bức yêu này là yêu vật của người khác chăn nuôi, như vậy chẳng phải là nói chủ nhân của bức yêu này lại càng thêm kinh khủng hay sao? Dọc theo đường đi, hắn không còn có đụng phải bất kỳ bức yêu nào nữa. Không qua bao lâu, Giang Nam liền dọc theo vạn thiên lộ bay ra 100 vạn dặm xa. Con đường xương trắng này vẫn không có điểm cuối, chỉ là sương mù bắt đầu dần dần nhạt đi, để cho tầm nhìn của hắn lại càng thêm rộng lớn. Đi tới đây, trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, chỉ thấy xương cốt trên vạn thiên lộ cực kỳ khổng lồ, có xương cô thậm chí dài đến mấy trăm trượng, thậm chí hải cốt ngàn trượng cũng không hiếm thấy. Nếu như thi triển pháp thiên thượng địa mà nói, ta có thể thân hóa thành cự nhân 300 trượng, nhưng chỉ sau khi tu thành thần phú, khí lực mới có thể đạt tới ngàn trượng. Cái này chẳng phải là nói tạo thành con đường này cũng là tu sĩ đạo đài thần phù cảnh giới hay sao? Đi tới đây, Giang Nam chứng kiến cự hình hải cốt cũng đã đạt tới mấy trăm vạn dặm, cũng tức là nói nơi này túc túc dùng mấy trăm vạn thi thể đạo đài bắt cảnh, thần phù bắt cảnh cao thủ tạo thành con đường này. Vạn trượng hải cốt của thiên cung cấp cường giả sao? Sắc mặt hắn ngưng trọng, đột nhiên thấy một bộ hài cốt khổng lồ dài đến vạn trượng, đương nhiên đó là thi thể thiên cung cấp cường giả sau khi chết giữa biến thành. Trong lòng không khỏi run lên, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy hài cốt vô số cường giả thiên cung chi chít trải ở phía trên đại đạo này, vô số âm hồn hành tẩu đi lên trên con đường xương trắng, tiếp tục chết lặng đi về phía trước. Nơi này hài cốt cường giả thiên cung có khoảng mấy chục vạn. Đợi đến lúc Giang Nam đi ra khỏi 100 vạn dặm, chỉ thấy hải cốt phía trước khổng lồ như từng ngọn đại lục, thể tích càng thêm khổng lồ. Sao? Là thi thể thần ma ư?